Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe. Dọc đường, người hỏi các ông rằng: người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng: thưa, là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi: còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp: thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: Sa-tan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, giác thập giá mình mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, phúc âm hôm nay có thể chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là phần Phêrô tuyên xưng đức tin. Phần thứ hai liên quan đến việc Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn lần thứ nhất. Và phần thứ ba là áp dụng vào trong đời sống. Cái điều kiện để trở thành môn đệ của Chúa: theo Chúa thì phải từ bỏ mình, vác thập giá. Và những ai đã từ bỏ mình mà theo Chúa thì Chúa sẽ không bỏ rơi. Cái điều đó được Thánh Vịnh ở trong đáp ca chúng ta vừa đọc diễn tả: Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng ta rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác, tôi tớ đau khổ, và người đã cứu thoát những người chất phác, những người tôi tớ đau khổ đó. Như thế thì Thánh Vịnh này vẽ ra cho chúng ta thấy cái hành trình của người tôi tớ đau khổ. Hành trình đó cũng chính là hành trình của Chúa Giêsu. Hành trình đó là của những người tôi tớ đau khổ và của tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta. Trước hết là hành trình của người tôi tớ đau khổ.
Trong bài đọc thứ nhất, bài trích sách Tiên tri Isaiah. Tiên tri Isaiah diễn tả, Tiên tri Isaiah nói về người tôi tớ đau khổ mà truyền thống đã áp dụng sau này cho Chúa Giêsu. Người tôi tớ đó, người tôi tớ đau khổ đó, không phản đối, không trốn tránh những thử thách. Người tôi tớ đau khổ luôn luôn đặt cuộc sống của mình ở trong tay Chúa, và Chúa sẽ giúp đỡ, bảo vệ người tôi tớ đau khổ. Bởi vì trong cuộc đời của người tôi tớ đau khổ, có những lúc ông ta bị người ta tố cáo, bị người ta khinh dễ, nhưng người tôi tớ đau khổ không sợ hãi, bởi vì có Chúa ở với ông. Chúa yêu mến người tôi tớ đau khổ. Đó là số phận của người tôi tớ đau khổ. Phần của Chúa Giêsu thì như thế nào? Thưa, cũng một tiến trình như thế được áp dụng cho Chúa Giêsu. Đọc lại phúc âm, anh chị em cũng nhớ là sau khi Chúa Giêsu đặt ra câu hỏi, người ta bảo thầy là ai, con người là ai, thì sẽ có nhiều câu trả lời. Thầy là Gioan Tẩy Giả, thầy là tiên tri Elia, và thầy là một trong các vị tiên tri, vân vân. Và Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của mình, những người thân tín hằng ngày ở với Chúa, còn các con bảo thầy là ai? Đại diện các môn đệ, Phêrô đứng lên: Thưa thầy, là Đấng Kitô. Đó là con người thật của Chúa Giêsu. Nhưng mà sau khi cho biết con người thật của mình, thì Chúa Giêsu lại tuyên bố cho họ biết rằng thầy của họ, thầy của các môn đệ phải đau khổ rất nhiều, và thầy của các môn đệ này sẽ bị loại trừ bởi những đại giáo trưởng, bởi những nhà lãnh đạo tôn giáo, bởi những người pha-ri-siêu, và thầy của các môn đệ này sẽ bị những người khác bắt và giết đi. Nhưng Chúa còn thêm, để mà an ủi các môn đệ của mình, sau khi chết Chúa sẽ phục sinh. Như thế cái tiến trình nó tuần tự như sau: đau khổ, tin tưởng và chiến thắng. Đến lượt số phận của các môn đệ của Chúa Giêsu thì như thế nào? Sau khi tuyên bố về cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của mình, Chúa Giêsu cũng áp dụng cái tiến trình đau khổ đó cho các môn đệ của mình. Chúa nói với các ông: Nếu các con muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá. Nếu các con mất mạng sống, các con sẽ được cứu thoát. Thưa anh chị em, cái lối suy nghĩ và thái độ của loài người chúng ta, thì cái điều kiện mà Chúa Giêsu đưa ra và cái tiến trình mà Thánh Vịnh tác Isaiah đã diễn tả người tôi tớ đau khổ thì khó mà chấp nhận quá. Thì trước nhất phải đau khổ nè, rồi phải phát thập giá nè, mãi không biết chừng nào, rồi sau cùng mới có chiến thắng. Phần chúng ta, đối với chúng ta ngày hôm nay, chắc chắn rằng không người nào thích các thử thách, không người nào đi tìm sự đau khổ, không người nào lại đóng thánh giá cho chính mình. Nghĩa là không ai muốn không nghề nghiệp ổn định, mất đi những hoạt động giải trí, không ai muốn có những vấn đề di dân tị nạn, không ai muốn là mối quan hệ gia đình không tốt,
môi trường khí hậu bất thường, chẳng ai muốn có đại dịch được COVID-19, cũng chẳng ai muốn có những cái thánh lễ trực tuyến như thế này, nhưng mà nó cũng đã xảy ra. Và nếu chúng ta hy sinh chấp nhận thì chúng ta không thể nào tránh khỏi những khó khăn đó trong cuộc sống. Sớm hay muộn gì, thánh giá cũng sẽ đến với chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy sự đau khổ đè nặng trên con người chúng ta. Nhưng thưa anh chị em, đối với những ai tin tưởng, hướng về Chúa và tin tưởng vào Chúa, rằng Chúa sẽ nghe lời những người đó, Chúa sẽ đồng hành với họ, và tin tưởng rằng Chúa sẽ đến giúp đỡ, nâng đỡ họ, Chúa sẽ không để cho họ phải vấp ngã. Và lần lần những người tin tưởng vào Chúa sẽ vượt qua sự đau khổ. Sau đêm tối thì xuất hiện ánh sáng niềm hy vọng, xuất hiện sự bình an. Và như thế thì chúng ta nên nhớ rằng sẽ đến lúc trong cuộc đời của mỗi người của chúng ta chỉ có Chúa là nơi nương ẩn vững chắc, và Chúa luôn luôn sẵn sàng để chúng ta đến nương nhờ Chúa. Chúa là người duy nhất có thể ban cho chúng ta một niềm hy vọng thật sự, niềm hy vọng mà chúng ta rất cần nó. Cuộc sống của mỗi người chúng ta trải qua từ thập giá nhỏ nhẹ có, cuộc sống của mỗi người chúng ta sẽ trải qua thập giá lớn nặng có. Chúng ta luôn luôn biết điều đó, nhưng tin tưởng vào Chúa là được. Sự xác tín này đưa chúng ta luôn luôn nghĩ đến Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Thưa anh chị em, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta có thể được so sánh, có những lúc ánh sáng bị giãn lược và một cái lồng đèn đơn giản, lúc đó ánh sáng chiếu leo lét yếu ớt. Những lúc đó là những lúc nào? Thưa, những lúc đó có những sự thất vọng, có những sự đau buồn, có những cái tính lo âu ôm chặt lấy trái tim của mỗi người chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh, người tôi tớ đau khổ của Gia-vê, của tiên tri Isaiah, và Chúa Giê-xu đã nhận biết những cái thời khắc ấy. Nhưng mà thưa anh chị em, chính những lúc mà chúng ta quay về với Chúa với tất cả niềm tin và phó thác vào Chúa, như đứa bé thương cha mẹ, phó thác trong tay cha mẹ nó, thì chắc chắn là cha mẹ nó sẽ bảo đảm cho nó. Chính những lúc đó chúng ta sẽ tìm thấy được sự an bình và được cứu thoát. Chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa và hãy trở về với Chúa, dâng lên Chúa tất cả những đau khổ của chúng ta, và tin tưởng rằng Chúa sẽ nâng đỡ mọi người chúng ta.